Thưa quý vị, sau gần 11 tháng cắn mốc 1 triệu người dùng, thì Quay Meet ứng dụng hẹn hò nghiêm túc dành cho người Việt đã vươn lên con số 2 triệu người dùng, dẫn đầu top 2 ứng dụng hẹn hò trên CH Play top 20 ứng dụng lifestyle trên App Store. Bằng việc giữ vững định hướng kiến tạo môi trường hẹn hò nghiêm túc, đại diện của Quay Me này cho biết là ứng dụng này luôn lắng nghe và hỗ trợ người dùng, cũng như không ngừng cải tiến và thay đổi. Từ đến hết quý 3 năm 2019, thì bình quân mỗi ngày thông qua ứng dụng Quay Me, có khoảng 200.000 lượt thích và gửi đi 15.000 cặp ghép đôi được tạo ra. Tỷ lệ người dùng hoạt động hàng ngày giữ vững ở mức là 37.000 người dùng. Tỷ lệ kết hôn của các cặp đôi đã tăng 7,9% so với cùng kỳ của năm trước.